Vâng anh em, đây đồ lăn xê này, chuẩn bị để đi câu này. Lăn xê Thiên Câu Lục này của tôi này. Và đây mồi hướng dẫn anh em trộn này. Lô hàng hôm nay tôi vừa mới nhập về và bây giờ buổi tối tôi đi tôi câu. Tôi vẫn chưa làm. Đây. Ok, mồi thì tôi làm đây là theo hướng dẫn của anh em chứ đây chưa phải phải là bài mồi khóa của tôi. Bài mồi khóa tôi đánh dữ hơn cơ. Nay tôi sẽ lấy nguyên liệu thì nhưng anh em lấy đồ biết hết rồi. Một cái rất quan trọng là đấy là mồi của tôi. Ok anh em. Quá trình này thì chỉ bóp mồi thật nhuyễn thôi, anh em cố gắng bóp càng nhuyễn càng tốt. Nên là tôi đang để đây bây giờ tôi mới bóp. Để tôi cho tay nó sạch sẽ một chút để tôi quay phim. Thì cái chân máy quay thì không biết hôm nay tôi để đâu, tôi không tìm được cái chân máy quay anh em ạ. Đây. Trước khi đi câu lăng xê thì anh em có cần câu này chuẩn bị này và những cái bộ lăng xê có thể tự làm hoặc là mua của tôi hoặc là mua ở quán và hạt xốp. Đấy, hạt xốp này có sự chuẩn bị đi này, hạt xốp ok và cần câu thế thôi, giỏ túi vợt các kiểu rồi ok anh em. Giờ tôi sẽ bóp nhuyễn cái này vào và nắm mồi vào lăng xê sau đấy ra hồ ok anh em. Thế tôi này tôi chỉ quay phim đến đây thôi bởi vì cái chân máy quay của tôi không thấy đâu, không biết là tôi cất ở đâu hay là mất ở đâu ấy, nên nó không thấy chân máy quay nên là tôi không quay được phim. Đây để tôi đi tìm thử xem có thấy cái chân máy quay không, nếu mà không em trộn xong này, nếu mà không thấy thì tôi cũng chỉ đây, trộn xong nó mịn như này này, em bóp nó mịn như này này, đấy, mịn trộn xong mồi này nó sẽ mịn tinh như thế, tôi mỏi dư hết cả hai tay rồi. Ok, bây giờ đi ra hồ, hôm nay là câu tối nha anh em nha, câu đêm. Anh em chúng tôi vừa đến hồ xong nhá. Đây, anh em vừa đến hồ xong này. Xe nước uống này. Em lôi cái chống cần ra. Cắm vào đây. Hồ này buổi tối đó mà không quay được nhiều cho anh em xem. Chống cần không cắm được. Rồi, ok. Này. Không tôi bị mất cái chân máy quay chưa tìm thấy đâu nè. Không biết cái chân máy quay của anh đâu nghĩa. Không muốn đưa anh ừ. Mà anh không biết đâu, ở cái cục mồi như kiểu anh vừa cầm sao nhỉ? À có mỗi cục đang nằm đây đúng không? To đấy. À, ông em đây. Ông Nghĩa đẹp trai này, chưa vợ nha anh em nha, 40 chưa vợ nha, suýt 40. Chuyên gia nằm mồi lăng xê nhá. À, hôm nay vừa đi lấy đồ về xong đây. Lò mọ mấy anh em đi quánh lăng xê đêm này. Chép con à? Được chưa? Được chưa? Từ từ anh chờ gì? Đây dính 5 con chim à? Anh cầm 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 hộ em. Xoay xoay hộ em. Em quay. Thì mẹ không được nhiều sao mẹ không trộm. Em ạ, nhiều lắm. Đặt cái phun hút. Được chưa? Cố gần thôi, đây cố gần thôi. Rồi, ok nha. Đấy. Buổi tối đó là không văn vào được nhiều. Đấy. Thả như này, tôi lấy máy lỏng hết cỡ này. Chờ cho ngồi đây chờ cho đến lúc máy câu nó kéo nhá.
Anh em thông cảm nha, xem cái video này chắc là nó hơi bị rung đấy. Rồi ok, đấy nhá. Để đấy xem đến bao giờ thì máy nó quay, anh em hiểu không? Đây là buổi tối nên là câu nó, tôi phải bật đèn flash lên. Đấy, cái cục lăng xê vừa ném xong đấy, ok anh em. Anh em đấy nhá, dính rồi nhá, dính lôi bay bay cả cần đi nhá. Này đấy, tôi để cho đấy anh em thấy dính đây, lôi bay cả cần này. Đấy, tôi để xem nào, cho lôi phát nữa xem nào. Cá cái quả này khả năng là cá lôi vào rồi. Đó là cái ao nhà này là nó thả khá nhiều cá chim này. Đấy, vẫn lôi này. Bung rồi, bung rồi anh em ạ. Được cái nào chưa? Thả một cái ăn luôn đi. Là đi vẽ hơn nhiều, bên kia còn nhiều đứa. Ui. Anh em ạ, lôi phát cần xuống nước luôn. Đây thật quay nha. Ui. Đọc quay nha. Sầm tăm giống trôi chưa? Mồi nó quá nhạy. Ui trời ơi. Ui. Thế nào quay nữa thì đẻ. Ngựa nữa thì đẻ. Anh cứ cắm vào đấy. Tôi vừa thả phát nó lôi mất hình luôn. Lại cá chim, con này bảy lạng thôi. Mai rằm, nay lại phóng sinh. Nhưng mà đến lúc về mà không được là tôi cũng bắt một con mai phải tự dán đấy. Wow, con này dây khỏe quá, con này phải 8 lạng anh em ạ. Đây anh em này, nhìn lăng xê nó đắng đóng này, đang hưng lực ra là cái chim tầm này chưa muốn bắt anh em. Cái chim này nó khoảng tầm 8 lạng thả. Đùa không, không ngờ cái hồ này họ thả nhiều cá chim quá. Chờ anh một chút. Đấy anh em thấy này,
sợ quá. Cá chim nó nhiều mà tôi vừa vụt ra phát chưa kịp mà nhả máy ra nó lôi mất cả cần câu rồi. Nó phí mồi. Mà cá chim này mang ra chợ bán thì chắc là cũng được. Ok, bây giờ bắt đầu ném tiếp anh em nhé, đây nhá. Bắt đầu ném tiếp này. Đấy anh em vừa ném lăng xê xong nhá. Đấy anh em ném xong lăng xê này. Ném xong lăng xê anh em nới máy lỏng hết cỡ ra, tôi chết rồi, sắp mưa rồi. Tôi chết rồi, đi câu đúng hôm mưa gió rồi. Anh em nới máy lỏng hết cỡ ra. Ok để đây. Có phải cắm ôm nhỉ? Ao nhiều cá chim quá sợ quá. Ông bình thường không phải ngày rằm thì mai không phải rằm thì chỗ cá chim này cũng bắt hết. Nhưng mà ngày mai rằm nếu mà được con chim, nếu mà to tầm cân rưỡi, tầm đủ cân rưỡi đổ đi thì tôi cũng xách về. Con này nhỏ quá. Thôi tí về mà cứ toàn cái loại này thì chắc là cũng phải bắt lấy một con mang về, không có lại thành móm. Thế chính ra là 6 con cá chim rồi anh em nhá. Đây, xa quay một chút. Đấy, mùi câu nó dữ luôn. Rồi ok, để đây xem bao giờ nó kéo máy anh em ra. Anh em dính rồi, dính rồi anh em nhé, đây lại dính rồi nhé. Ôi, chết rồi, kiểu nhanh nhanh này chắc lại cá chim rồi. Buồn quá anh em này.
lại chim này, con này thì to hơn tí, con này phải cân. Đây. Ôi trời, nó đóng mồm này. Ôi tôi chết rồi. Con này đeo gỡ được lưỡi rồi. Nghĩa. Yeah. Chết rồi. Con này mà cho tay vào thì nó cắn đứt tay. Rồi. Đấy, anh em này, lại phóng sinh nha. Ôi giời, cái số lượng cá thì nói thật là anh em là nay không đếm được nữa rồi, buồn quá. Toàn là cá chim thôi. Rồi. Đấy, anh em cũng thấy là cái lăng xê của tôi đây nhá. Đây cái lăng xê của tôi bán cho anh em này, nó nhạy đến như nào. Và cái mồi tôi hướng dẫn cho anh em nó rất chi là nhạy, nhưng mà do là hôm nay nó là buổi, thứ nhất là nó buổi tối quay thì không quay được nhiều, mấy cả cái nữa là cá chim nó ăn liên tục như này, nên là tí nữa là nếu mà về sau mà lên con cá to gì to thì tôi sẽ quay thôi. Ok anh em thế nhá, chứ còn cá này thả đi hết rồi. Quay này. Cá rồi. Ôi con béo gì này. Chim. Chim ở đâu rồi? Chim đâu lạc nào? Đó, dính con đầu tiên rồi. Con đầu tiên dính con cá chim. Dám lôi mày. Bắt thật. Ok. Được lạ lắm. Ôi chim này ăn cạc thì. Chim này thả xuống. Chim anh em về chim này câu phóng sinh nhá, sau mỗi nó dãy lưỡi đóng tay nó luốt phát hai lưỡi này. Ôi trời ơi, cái này mà không lấy que chọc là con mẹ nhà nó cắn đứt tay đấy. Lưỡi này nó lại có ngạnh nữa, thò vào nó cắn sợ muốn đứt tay. Chọc anh em lại dính rồi nhá, con này cũng chết bởi vì chép nó kéo kiểu này. Con gì to đấy? Mày lại chim à? Chim. Lại chim. Ôi, hai con. Mày. Hai con chim thả một con à? Con chim ở nhà nhau. Ôi giời, ngày hội của cá chim à. Ngắm một phát lại dính hai lăng xê mà dính hai con cá chim này. Con này phóng sinh lốt. Này. Anh em lại dính rồi. Ôi, nó chạy vào bên này này. Ôi, lại cá chim rồi.
Buồn quá anh em ạ, cái hồ này biết sao nhiều cá chim thế. Hồi sinh. Xoay lại. Quay đây anh em này, chục phút để dính 4 con cá chim rồi. Thôi con này lại nhỏ quá, nó lại phóng sinh thôi. Này còn 7 lạng. Đây này anh em nhìn thấy không? Câu cá nhỏ phóng sinh nhỉ. Hôm nay căn bản là ngày mai là ngày rằm nó phóng sinh, không bình thường là bắt hết nhá. Đấy, anh em cẩu thẳng luôn, không vật viếc gì cả, lưỡi lăng xê rất chỉ là ok nhá. Đấy, anh em muốn cho anh em xem cái cảm giác mà khi nó lôi máy lăng xê này. Cái này nó không phải là hồ dịch vụ mà nó là cái hồ lúc này nó có một cái ao của người ta. Người ta để từ lâu lắm rồi và bây giờ không ai trông coi cả. Và cái ao này là để là cá tràn ở các nơi về. Cá tràn người ta ban ngày thì người ta vẫn câu. Nên là hôm nay mưa gió bão bùng nên là không có ai câu cả. Đây, buổi tối này tôi không có quay được. Tôi bảo là đây bây giờ nếu mà cá nó ăn thì nó sẽ lôi máy này. Đây. Thực ra là nó nhiều cá chim của tôi một mà. Khả năng là tí nữa nếu mà cứ cái đà này phải bắt một hai con cá chim tầm bắt đến một con mỗi anh em một con cá chim mang về dán thôi. Chắc chắn là lưu ở đây thì chắc chắn là sẽ có cá to đây. Nhưng mà không biết là có câu được hay không thôi. Nên, tôi ngồi tôi cố quay nốt cái phát này để cho cá nó kéo nên anh em biết thôi, bởi vì tôi vừa ném mới xong rồi. Bây giờ là 1 phút 15 giây. Từ khi tôi vừa ném lăng xê xong nhá anh em nhá. Đấy anh em này, có thể thấy là gió rất chi là lớn, hôm nay mưa to. Hôm nay là đây là cái hồ này là đằng dưới Hoài Đức nhưng mà tôi không 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 biết là địa chỉ rõ ràng nó ở đâu cơ. Hoài Đức, Hà Nội. Đấy, chuẩn bị mồi hết từ chiều rồi, chiều thì nó lại mưa to đấy anh em, nghe tiếng gió nó rất chi là to này, chiều nó lại mưa to. May là bây giờ nó đang tạnh mưa nên tôi tranh thủ ngồi. Mà tí mà mưa to đấy anh em nghe sấm chớp này thì tí nó mà mưa to thì không chịu để làm cái trò gì, mưa to thì chỉ có đi về thôi. Đấy, anh em thấy cái bộ lăng xê tôi đánh rất là hiệu quả đúng không, chim mới tầm gần cân nên tôi xách thẳng lên không vấn đề gì cả nhá. Mà anh em mà câu mà cá 5 lạng mà quay lưỡi thì phải xem lại trình câu của mình nhá, xem lại cái tờ hướng dẫn của tôi gửi ấy. Ok anh em, hôm nay tôi vừa nhập một lô hàng rất là lớn, anh em lấy lăng xê thì cứ để lại cho tôi số điện thoại, còn mồi thì tôi có gửi theo tặng theo có hướng dẫn đấy rồi, cứ thế làm theo cậu thôi câu thôi. Đây. Tính đến thời điểm hiện tại nếu mà tôi mà không thả đi là được 13 con cá chim rồi. Tôi mong cho nó bọn cá chim nó sợ hết đi thì tí nữa nếu mà có chép củ hoặc là trôi củ chắc chắn là nó sẽ vào. Ok anh em. Cứ cầm lên rất là mỏi tay. Để cái máy vào đây. Mưa rồi, thì chết rồi, mưa rồi anh em ơi. Đấy, ok anh em. Thôi anh em ạ, mưa rào rồi. Mưa rào rồi nên là tôi tắt máy quay đi nhá. Tí về mà có cá mú gì tôi quay cho anh anh em em. Xem, ok anh em. Rồi, anh em chúng tôi đi về này. Này, nhìn này, thằng em của em lại ướt hết này. Tôi này. Anh em nhìn thấy chưa? Ướt sũng nhá. Do nó trời mưa quá to không quay được phim. Đây. Cá thì rất là nhiều. Toàn lăng xê thôi.
Đây, ra đến chỗ ô tô tôi quay cho anh em xem cá nhé. Ướt hết rồi, ướt sũng hết rồi. Không, nó này anh em như này. Tôi đang cởi trần này. Tôi đang cởi trần. Bây giờ mấy giờ rồi Nghĩa nhỉ? Ôi, đi câu đêm nhá. Đấy, 12 giờ đêm rồi. Đây, tí ra cho anh em xem cùi cá. Đây ông anh. Ông anh bên cạnh. Anh em đi câu. Nếu mà bắt cả cá chim nữa thì vẻ 20 con cá chim mua. Đấy, ông anh ông chở cá ra đây trước rồi. Anh tìm gì anh? Đây anh em nhìn cá này. Anh lấy đi. Thứ nào ngon nhất đấy. Đấy, bắt chép to nhất kìa. Nghe, dành anh túi anh quay kìa. Chấm này. Chấm đen nhá anh em nhá. Chấm đen đồng hoàng, chấm đen nhá. Con rô phi này người cũng nghĩa quay kêu cân. Đâu, con này cơ mà. Về đây ông anh mang hai con to nhá. Đây còn anh em nhìn này, đây cá này. Lăng xê đấy nhá. Đây có cả chấm đen này. Đây chấm đen đây. Đây anh em được con chấm đen này lăng xê này nhá. Đây anh em ướt hết như chuột lột rồi nhá. Ok anh em nào lấy lăng xê để lại số điện thoại thôi nhá. Ok. Rồi, giờ đi về. Ướt hết rồi. Ôi, anh về nhanh nhá. Rồi hẹn là anh hôm khác vậy. Ok. Bye. Chào anh em nhá. Chào 500 anh em nhá. Ô thế cá này cho cốp thì có cái gì ấy ngoài không có này. Chảy mẹ ra hết ra xe. Để cá để ở kiếm cái túi bóng gì cho vào chứ. Chảy hết mẹ ra. Ra xe. Hà Nội không vội được đâu. Kiếm gì? Đây. Đây, túi đi lâu. Đây hôm nay nếu mà mấy anh em mà bắt đấy đấy được thoải mái. Hôm nay mà mấy anh em mà bắt cả cá chim nữa thì phải 20 con cá chim nữa. Anh để cẩn thận nó đổ ra. Đấy phát. Ok. Thôi anh em Hà Nội thẳng tiến thôi. Anh về nhá anh nhá. Vâng 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 anh. Chẳng qua tay đỡ bẩn. Ok anh, em rửa qua chân lên cho nó đỡ bẩn xe. Ok. Quay lên trước đi em. Muốn địt vẹ à. Ghế này của anh, ôi tôi chết rồi. À đây rồi, em ngồi lên cái túi bóng đây. Ngồi lên cái túi áo mưa rồi, mẹ không có đây. Từ lúc nhé. Từ đã này em ngồi lên đây. Đây em có áo mưa mà. Nghĩa đi, mày quay cứ dở cái áo mưa ra. Đây. Em mang áo mưa mà. Đây anh em mọi người ướt hết rồi, nếu mà không có đi tôi ngồi.
đây nè, đây là cái ô tô. Không, live stream live chóc gì. Em sẽ bây giờ live stream để quay phim làm chương trình anh em xem thôi. Ok, buổi câu lăng xê thành công nhá anh em về Hà Nội. Đây cũng là Hà Nội thôi nhưng mà bây giờ đi về trung tâm Hà Nội. Ok anh em, thành cô Lục chào tất cả anh em nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip sau.